Phát triển nguồn nhân lực nói chung và trong ngành logistics nói riêng đang là chủ đề mà chính phủ, các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp quan tâm nhằm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đồng thời chuẩn bị cho việc phục hồi đà tăng trưởng sau tác động của dịch COVID-19. Diễn đàn Logistics Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức từ năm 2013 đến nay. Đây là một sự kiện quan trọng của ngành Logistics Việt Nam với mục tiêu đẩy mạnh phát triển dịch vụ Logistics. Với tầm quan trọng và uy tín của sự kiện này được khẳng định qua các năm, với chủ đề phát triển nhân lực Logistics, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2021 đã tạo mối liên kết gắn kết giữa Logistics với các ngành sản xuất và xuất nhập khẩu, đồng thời là nơi đối thoại cập nhật thông tin về những vấn đề quan trọng cấp thiết của dịch vụ Logistics tại Việt Nam và thế giới. Xuất phát từ sự cần thiết về quy mô cũng như chất lượng, phục vụ tốt cho ngành Logistics trong giai đoạn tới, các hội thảo chuyên đề đã tập trung thảo luận vào các vấn đề như khôi phục chuỗi cung ứng, phát triển Logistics sau đại dịch, xây dựng các tập đoàn mạnh về Logistics, v.v. Đây là vấn đề không mới, nhưng có ý nghĩa then chốt quan trọng và cấp thiết, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế nói chung và ngành dịch vụ Logistics nói riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.